ngày mùng 5 tháng Giêng, Thánh Gioan Newman. Không chỉ là một người lặng lẽ, Gioan Newman còn là một người lùn, chỉ cao khoảng 1m52. Tuy nhiên, Gioan Newman có đôi mắt rất dễ thương và hay cười. Ngài sinh ngày 28 tháng 3 năm 1811 tại Bohemia, nay là phần đất của nước Cộng hòa Séc. Cha mẹ ngài là ông Philip và bà Anne. Gioan Newman có 4 chị gái và 1 em trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngài gia nhập chủng viện. Tới ngày thụ phong linh mục, đức giám mục bị lâm bệnh. Và thế là ngày thụ phong ấy đã không bao giờ được ấn định nữa, vì lúc đó Bohemia đã có đủ số linh mục. Từ khi Gioan Newman tìm hiểu về những hoạt động truyền giáo bên Hoa Kỳ, ngài quyết định chạy sang nơi đây để xin được thụ phong. Gioan Newman đã đi bộ hầu hết đoạn đường tới Pháp, rồi lên tàu mang tên Europa để sang Mỹ Châu. Ngày 9 tháng 6 năm 1836, Gioan Newman đến Manhattan. Đức giám mục Gioan Dubois rất vui mừng khi gặp ngài. Hiện chỉ mới có 36 linh mục giúp cho 200.000 tín hữu Công giáo sống ở bang New York và một phần ở bang New Jersey. Và chỉ trong vòng 16 ngày sau khi đến, Gioan được thụ phong linh mục và được gửi tới Buffalo. Ở đó, ngài phụ giúp cha Parks trông coi sứ đạo rộng khoảng 1.400 km². Cha Parks cho Gioan tự do lựa chọn sống ở thành phố Buffalo hoặc vùng thôn quê. Lúc này, chí khí anh hùng của Gioan bắt đầu thể hiện. Ngài đã chọn điều khó khăn hơn, ở thôn quê. Ngài quyết định lưu lại trong một số thị trấn nhỏ có ngôi thánh đường chưa được xây xong. Ngay khi vừa khánh thành ngôi thánh đường này, Gioan lại chuyển tới thị trấn khác nơi có một ngôi thánh đường được làm bằng những khúc cây. Ở đó, Gioan đã dựng một túp lều nhỏ bằng gỗ. Ngài hầu như không sử dụng lửa và thường sống nhờ bánh mì với nước lã. Mỗi đêm Gioan chỉ ngủ vài giờ. Khoảng cách giữa các nông trại và nơi Gioan Newman ở thì rất là xa. Gioan Newman đã phải chạy bộ trên những lộ trình dài để đến với giáo dân. Họ là những người Đức, Pháp, Iran và Scotland. Khi ở trường, Gioan Newman đã được học 8 ngoại ngữ. Bây giờ, ngài học thêm 2 ngoại ngữ nữa, tiếng Anh và tiếng Gaelic. Gaelic là loại ngôn ngữ của người Kente ở Ireland. Trước khi qua đời, Gioan Newman đã biết được tất cả 12 ngoại ngữ. Thánh Gioan Newman gia nhập dòng Chúa Cứu Thế và vẫn tiếp tục công việc truyền giáo của mình. Năm 1852, ngài được chọn làm giám mục giáo phận Philadelphia. Giám mục Newman đã xây cất 50 thánh đường và bắt đầu xây dựng nhà thờ chính tòa. Gioan Newman đã mở gần 100 trường học và số học sinh địa phương đã gia tăng từ 500 đến 9.000 em. Sức khỏe của giám mục Newman không được tốt lắm, nhưng người ta vẫn rất ngỡ ngàng khi ngài đột nhiên qua đời ngày 5 tháng Giêng năm 1860. Đang trên đường đi họp về, Gioan Newman đã ngã xuống đất vì chứng bệnh đột quỵ. Người ta mang Gioan Newman đến căn nhà gần nhất và Gioan đã mất lúc 3 giờ chiều tại đó. Tính đến tháng 3, Gioan Newman vừa tròn 49 tuổi. Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã phong thánh cho Gioan Newman ngày 19 tháng 6 năm 1977. Chúng ta không được thông minh, sáng trí, khỏe mạnh hoặc năng động như chúng ta mơ ước. Điều đó không ngăn cản tình Chúa yêu thương chúng ta và dùng chúng ta làm những công việc phi thường đặc biệt. Chúng ta hãy nài xin Thánh Gioan Newman giúp đỡ chúng ta
khi chúng ta gặp phải những khó khăn. Tin mừng nét